tâm tính mình là mệt hết. Cái xác mà hết khúc đi nè. Ý là trên cái khung mà của cái giàn mà nhà mà em mà lao mà lệch gói mà sao rồi cái em trên thử cái trang á. Ý là em lái xuống, em kêu là đừng có bán, để đó. Bán khung xác đi. Không, ra cái là em để bán hay. Nhưng mà để đâu là phải để mà nói thằng Lâm với thấy thằng Lâm cũng kêu cái bà nó vô bao nhiêu. Không để ý kia, bà hốt hết. Thì ý là mấy cái kia là ông làm để cho họ bán. Ông bán mỡ đang mà nếu ông mưa bán một lần thì mình không nói. Mấy cái khung đó mình đã nói hắn rồi, mình kêu là cái này không có bán đâu nghe. Đứa đó mà cũng ra khách đi bán, mà em hỏi chị bán được bao nhiêu đồng mà trừ mình đi không, muốn đi làm lại cái cổng đó. Nhưng mà cái nớ thì phải cắt. Chứ để đó mà đằng trước sau không có cổng không, là chai bao vô lượm hết. Chưa, ý là ngày nay hắn bán 2 ngày rồi mà. Em kêu họ mua đập mới làm cái nào. Em mới cái khung đó qua bên kia để làm cái cổng phía trước á chị kìa. Là mình làm cái trụ á. Để mình đỡ, để mình chán lại để cho họ khỏi đi qua đi lại nhà mình á. Cái khung đó là cửa phía ngoài kia chị nè. Cái khung hô, cái khung mà trước của cái mái tôn nhà em mà cái nhà ngói á. Cái chỗ mà vào chỗ thờ á, chỗ mà cái đường lùng trống đi vô nhà á. 6-7 cây để đó thì đỡ phải ái chứ tiện chờ đi cưa cái cây sắt già ra rồi thì mấy trăm ngàn cây nó phí không. Bữa nó ra hỏi là em đã nói rồi, em kêu là không có bán để cái nó lạng ngay. Dưới ra rồi có lãng cũng bán. Bán 600 ngàn đó. Tới cái chỗ cái thằng đó trả lại 600 ngàn lấy cái đây. Không bán rồi, không bán khung cửa này thì mình không lái rồi. Mình sát rồi để biết đường cho hắn. Bữa nên kêu cái thằng béo béo mấy hồi đó. Lâm hay Hưng hay kêu. Mở đi cái chi để mình làm xong xuôi để rồi đã bán ba cái đồ lục vặt. Cầm lên mà không alo vậy đấy. Vì bên kia bác không có mạng, không có gọi. Ờ, giỏi. Ý ở đâu? Ta là ta nghe nhanh lắm. Vừa ăn trên, vừa phọt dưới. Vừa đá. Thôi, đi đây.